Trong khi mọi người nôn nao về quê ăn Tết hay là đã về ăn Tết mấy bữa nay rồi, thì vợ chồng nhà bầu sắp sinh như mình nó vẫn đi làm bình thường. Hai vợ chồng mình ở lại chợ ăn Tết sẵn chuẩn bị đón em bé luôn. Sắp rồi đó mấy bạn ơi, nên mình đâu có dám đi đâu đâu. Chiều đi làm về thấy chợ Tết cũng vui quá chừng, đương nhiên là tụi mình cũng nôn nao chứ. Làm hết hôm nay nữa là hai vợ chồng mình chính thức được nghỉ Tết rồi đó. Đồng nghiệp của mình nó hầu như hôm qua ta xin về sớm hết trơn à, không thôi sáng nay ta cũng về sớm luôn. Tết mà hàng quán người ta cũng ít bán lắm nên vợ chồng mình nấu ăn ở nhà nè. Bữa nay mình hơi khỏe nên mình nấu canh chua với lại cá kho cho chồng mình ăn. Mình quyết tâm là mình không có báo như lần nấu cánh gà đâu, mà tới cái khúc hãy cái khứa cá vô là thấy hơi báo đúng không. Bữa nay mình nấu mà mình kêu chồng mình á đi tắm trước đi, để ngoài đây mình lo cho. Sau lần nào mình niêm canh chua mình phải niêm 2-3 lần mình niêm mấy ga nha, nhưng mà thôi có ga vị còn đỡ hơn không đúng không. Lâu lâu mình phải vô bếp như vậy nè để thôi mấy bạn nói là mình hay ăn hiếp chồng mình. Bữa nay là mình muốn làm hết đó, canh chua thì nấu xong rồi, cá còn kho lên thôi, nãy mình ướp rồi mà. Nhưng mà ông tắm ga xong á, ông dành kho cho mình nghỉ thì ok mình chịu thôi. Kỹ quá trời kỹ rồi, vừa kho cá vừa lau bếp hồi nó cũng văng ra y gan. Kể như là bữa nay đứa nấu một món đi, còn cái diện dọn cơm thì em nhường anh đó. Mà ổng ăn canh chua thì thường ổng phải ăn với cá kho như vậy nè, nhưng mà đáng lẽ phải ăn với chén muối ớt nó sẽ ngon hơn là chén nước mắm. Nhưng mà thôi làm biếng quá rồi.